Tinh Hoa Kỳ do bình luận gia Phạm Gia Đại biên soạn Trần Việt trình bày nước Mỹ xã hội chủ nghĩa. Một bà giáo sư âm nhạc người Nga đã qua Mỹ tị nạn có một câu hỏi với người Việt hải ngoại chúng ta mà thật khó trả lời. Bà nói rằng bà đã quá thấu hiểu thế nào là chủ nghĩa xã hội, thế nào là chủ nghĩa cộng sản. Bà cũng quá đau khổ, thời gian phải sống dưới chế độ hà khắc tàn bạo vô nhân tính của Stalin nên mới quyết định tìm đường đi tị nạn qua Mỹ. Vì bà nghĩ nước Mỹ là một thiên đường của chủ nghĩa tự do, là bó đuốc soi đường của nữ thần tự do, mở vòng tay bao dung với các nạn nhân của chủ nghĩa á à bức, độc tài, đảng trị. Thế nhưng, bây giờ con người chống không khoan nhượng với China, chống triệt để chủ nghĩa xã hội là Tổng thống Donald Trump, đã bị bao thế ngầm, cộng với vào Big Media cộng với đám dân chủ thiên tả và cực tả đã và đang sử dụng bao nhiêu thủ đoạn gian lận trắng trợn trong bầu cử tổng thống để cướp chính quyền theo đúng ý muốn của Bắc Kinh để dân già sẽ biến Hoa Kỳ thành một nước xã hội chủ nghĩa một cách lặng lẽ. Thế nhưng Câu hỏi khó trả lời nhất của bà với người Việt tị nạn tại Hải ngoại là tại sao nhiều người bị giam cầm trong tù cộng sản đã trốn chui trốn nhủi để vượt biên qua được Mỹ là thiên đường tự do này lại cuồng điên chấm và thu hận đến tận xương tủy, tổng thống Trump là một người đang đẩy lùi Trung cộng và nước Việt của họ có cơ may thoát áp bức cộng sản nếu China bị dồn vào góc tường họ chỉ nhìn những đáng ghét nho nhỏ của ông Trump mà xóa đi hết đại cuộc chống cộng của ông và chính quyền của ông. Tại sao một thiếu số người Việt lại điên cuồng tung hô Joe Biden lên như ông thánh trong khi ông ta chủ trương giết người một cách hợp pháp là cho toàn quốc phá thai? chưa có một tổng thống nào lại tài trợ cho các nước khác để cùng nhau phá thai như Joe Biden. Và vừa lên nắm quyền Biden đã ký 40 lệnh hành chính để giết hại hàng chục ngàn hiện nay và hàng triệu việc làm khác nay mai tại Canada và Hoa Kỳ qua việc đóng cửa khai thác dầu và khí đốt tại Mỹ chỉ vì tin theo biến đổi khí hậu mù bờ. Tại sao Biden không lên án China đã gây ô nhiễm nặng nề tại chính Hoa Lục? Biden sẽ lấy tiền thuế của dân để đóng lại cho Climate Change hàng chục tỷ đô la mà không thay đổi được China, mà chỉ tự chặt tay mình. Nhiều người Việt tại hải ngoại vì tôn thờ Biden và vì quá thù ghét Trump nên nói rất tự nhiên là họ bỏ qua việc phá thai toàn quốc, bỏ qua việc mới lên Biden đã làm cho xăng dầu tăng vọt, bỏ qua chính sách thân trung cộng của Biden, bỏ qua việc Biden mở toang cửa chính nghĩa, cửa hậu cho di dân lậu tràn vào Mỹ để di dân này được hưởng trợ cấp và người dân Mỹ đi làm sẽ phải đóng thêm thuế nuôi họ nuôi cả các tội ác mà các băng đảng và ma túy cùng du nhập vào Mỹ và xã hội sẽ không còn an ninh. Một số mới trẻ có học thức tại Mỹ nói họ sẽ không sinh con cái nữa vì không muốn con của họ sau này phải e cổ ra đóng thuế trả nợ, phải chu cấp cho di dân lậu, cho người da đen và cho những gì Biden đang làm. Biden hoàn toàn không có một chính sách nào rõ rệt ngoài việc vô chỉ làm ngược lại những gì mà Tổng thống Trump đã thực hiện được cho Hoa Kỳ và cho dân Mỹ thế thôi qua cuộc bầu cử gian lận ngày 3 tháng 11 năm 2020 vừa qua bao nhiêu tiếng nói lên án về việc gian lận có bàn tay ngoại quốc nhúng vào từ Đức Ý China như bản tố cáo của bà luật sư Sydney Power, luật sư Linwood, luật sư Rudy Giuliani, phát ngôn viên báo chí White House, enemy ông uh, Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhất là bản tường trình rõ rệt nhất Khoa học nhất của khoa học gia Jovan Pulitzer Tại Thượng viện cho biết Chỉ trong 2 giờ Ông đã tìm ra được sự gian lận Qua 500.000 phiếu giả bầu cho Biden Và biết phiếu giả đó được sản xuất Tại Mỹ hay China Chưa kể vụ laptop của Hunter Biden Phơi bày quá lộ liễu làm ăn của gia đình Biden bên Ukraine và với China và Nga. Thế rồi, mọi việc đều được thu vén thế nào không biết mà đều rơi vào quên lãng. Bà giáo sư người Nga ngậm ngùi nói cứ tưởng qua Mỹ sẽ thoát cộng sản. Ai ngờ bây giờ Mỹ đã thành nước xã hội chủ nghĩa dưới chế độ của đảng dân chủ người dân và ngay chính tổng thống Trump cũng đã bị họ quyểm duyệt quá thô bạo mà không ai làm gì được. Thậm chí nhiều người Việt đã từng tị nạn còn hoan hỷ vỗ tay cho đảng đời Trump. China đã quá thành công trong các tuyên truyền về văn dân vận, trí vận và dịch vận qua cuộc bầu cử tổng thống tại Hoa Kỳ vì các chiêu bài của nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã tuyên truyền chống Trump để triệt hạ băng được Tổng thống Trump đã hoàn toàn dập khuôn như ý muốn của họ tập. Cho nên thay vì dồn oán hận lên Tập Cận Bình, lên China là nơi xuất phát ra con virus Vũ Hán giết hại toàn thế giới và cả Hoa Kỳ thì nhóm lãnh đạo đảng Dân Chủ đã dồn hết thù oán đó lên ông Trump để người dân quên China đi né đạn dùm họ tập nên chắc họ tập không hẹp lượng gì mà không thưởng công hậu Mỹ cho đám này tệ hơn nữa Biden còn cấm dân không được dùng chữ China virus why nước Mỹ có tự do kể cả tự do chỉ trích tổng thống thì sao lại cấm họ vi phạm hiến vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ nó từ vũ án thì nói đó là China virus hay virus vũ hán hay CCP virus như tổng thống Trump nói là hợp lý chứ sơ phạm quý hay sao bây giờ người hiến công sức và cả tài sản mình cho Hoa Kỳ và người dân trong 4 năm qua là cụ tổng thống Trump là công dân Donald Trump hay đang bị nhóm lãnh đạo dân chủ đem ra xử tội đàn hạt lần thứ hai? Bà Nancy Pelosi, ông Chuck Schumer, các dân biểu dân chủ và tên Cộng hòa phản đảng cũng như các luật sư manager tự đóng vai công tố tại Thượng viện Mỹ mấy ngày hôm nay dẫm chân lên ngành tư pháp là hình ảnh người Việt không thể quên được qua các màn đấu tố giả man, vô nhân tính đáng ghê tởm như thời Trung Cổ của Cộng sản thời Việt Minh vừa nắm chính quyền. Khoảng 200.000 người tại miền Bắc Việt Nam đã chết ngoan mạng vì chủ trương tiến lên xã hội chủ nghĩa. Bao nhiêu sách vở đã viết lại bao nhiêu nhân chứng đã tố cáo sự tàn bạo của Cộng sản đội lớp xã hội chủ nghĩa vậy mà bây giờ vẫn còn nhiều người vẫn tự bịt mắt mình y như bị tẩy não vậy và muốn bịt mắt người khác nữa họ chỉ muốn xem vài kênh tv mỹ theo ý muốn mình xem vài tờ báo thiên tả vài youtube chống trong và bên biden một cách sai lạc và nhất định không nghe lời nói phải một nữ phóng viên người mỹ đã từ chức sau ngày bầu cử tổng thống vừa qua cô nói với cô không thể cứ mãi loan các tin sai lạc sự thật như vậy để hại tổng thống Trump vì mỗi tối về nhà cô thấy lương tâm cắn rứt tha nghĩ việc kiếm việc khác ít lương hơn còn tốt hơn. Bà giáo sư âm nhạc người Nga tị nạn thở dài nói nước Mỹ giờ đã xã hội chủ nghĩa hóa rồi, dân Mỹ nhất là giới trẻ kể cả các giáo sư trung và đại học đã bị đầu độc tại học đường trong mấy thập niên nay nên họ hoàn toàn không biết gì về thiên đường cộng sản nên đã theo biden một mai họ tỉnh ngộ thì quá trễ rồi chỉ mong nước mỹ đừng bị như mãn hồi mong tạng nhìn trại tù tân cương dán nhãn che mắt thế gian là trại dạy nghề đang giam giữ hàng triệu người mà Trung Cộng hàng ngày tra tấn hành hình bắt lao động khổ sai triệt sản và tiêu diệt chủng tộc người Duy Ngô Nhĩ mà rung mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Hoa Kỳ của chúng tôi tin tổng hợp. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một năm mới vạn sự như ý làm ăn phát tài. Xin hẹn quý vị trong những chương trình khác.